Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện có 29 trạm quan trắc nước thải, khí thải tự động được lắp đặt chủ yếu trong các doanh nghiệp nhằm phát hiện ngăn ngừa sự cố môi trường từ sớm từ xa. Vậy hoạt động của hệ thống quan trắc tự động diễn ra như thế nào? Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã theo chân các cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường để tìm hiểu về vấn đề này. Đây là hệ thống quan trắc nước thải tự động được khu công nghiệp Thăng Long 2 đầu tư hơn 10 tỷ đồng và truyền dữ liệu từ đầu năm 2019. Hàng chục nghìn mét khối nước thải mỗi ngày sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn cột A sẽ chảy qua các cảm biến truyền dữ liệu tới trạm quan trắc ở hồ Trung Tam. Nếu không có chỉ số bất thường thì nước ở hồ chứa mới chảy vào kênh Trần Thành Ngọ ở thị xã Mỹ Hào. Trạm quan trắc tự động thì nó có 3 trạng thái. Một trạng thái là hoạt động bình thường, hai là trạng thái lỗi thiết bị. Sau khi mà có cái cảnh báo về lỗi thiết bị như vậy thì doanh nghiệp sẽ chuyển cái trạng thái của hệ thống quan trắc tự động này sang trạng thái là lỗi thiết bị và sẽ tiến hành khắc phục. Sau 48 tiếng mà không khắc phục được thì đơn vị phải lấy mẫu hàng ngày. Trạng thái thứ ba là trạng thái vượt tiêu chuẩn. Doanh nghiệp sẽ phải kiểm tra xem nguyên nhân là do đâu và có biện pháp khắc phục kịp thời. Ba cái mô đun xử lý của chúng tôi thì chúng tôi có hai cổng, hai cửa để chảy ra. Trong trường hợp mà không đạt chuẩn thì ở bên cạnh đó có một cái mương song song. Nước thải mà không đạt chuẩn thì chúng tôi đưa vào cái mương song song để quay trở lại cái trạm xử lý. Còn đây là hệ thống quan trắc khí thải tự động của công ty Hyundai Aluminum Vina, chuyên sản xuất nhôm ở khu công nghiệp Phố Nội A. Một đường ống dẫn khí từ đầu ống khói được truyền đến hệ thống quan trắc để kiểm soát các chỉ tiêu trước khi thải ra môi trường. Chỉ số oxy thì khuyến cáo là 10%, mà sai số hiệu chuẩn là cộng trừ 5%, thì giá trị của mình ok là từ 9% đến 11%. Hiện tại, cái thiết bị của mình hoạt động rất là tốt. Hệ thống đang kiểm soát 8 thông số, ví dụ như là lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, rồi các khí như CO, NO2, NOx, CO. Quy trình vận hành này gần như là tự động hóa hết. Mất điện thì cái hệ thống lưu điện có thể truyền dữ liệu được trong khoảng 2 tiếng. Các trạm quan trắc này được Sở Tài nguyên và Môi trường niêm phong, lắp camera giám sát và kiểm tra thường xuyên. Và không chỉ các doanh nghiệp tự kiểm soát, cứ 5 phút một lần, dữ liệu từ trạm quan trắc được truyền trực tiếp về sở. Từ đây chúng ta có thể nhìn được là doanh nghiệp thứ nhất ở vị trí nào, trạng thái hoạt động của từng trạm ra sao, về chất lượng nước và khí thải nó như thế nào. Chúng ta có thể quan sát được là từng thông số một nó đang là ở trạng thái là có vượt quy chuẩn hay không. Hệ thống này còn có thể kiểm soát mọi lúc mọi nơi qua điện thoại thông minh. Qua đợt giám sát gần đây, Sở Tài nguyên và Môi trường giúp các đơn vị hiệu chỉnh thiết bị, hướng dẫn vận hành hệ thống quan trắc tự động, đồng thời cũng yêu cầu khắc phục một số tồn tại, nhất là việc đảm bảo đầy đủ đúng quy định về chất chuẩn để việc quan trắc được liên tục chính xác. Theo lộ trình, đến năm 2024 sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên lắp đặt hệ thống quan trắc tự động để ngăn ngừa sự cố môi trường từ sớm từ xa.